Rồi cái này là mình đã đi xong lớp thứ nhất rồi nè. Thì nó giống như con mèo bên kia phải không? Là đầu tiên mình sẽ lên một vòng 5 màu cam. Xong rồi lên cái lớp thứ nhất là mỗi một vòng là 6 hạt màu cam. Đó. Giờ mình lên cái lớp thứ nhất xong đó và bây giờ mình sẽ lên cái lớp thứ ba. Lớp thứ ba là sẽ là một vòng 6, một vòng 5, một vòng 6, một vòng 5 đi đến khi tròn vòng. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn liên kết hai con mèo lại với nhau rồi các bạn tiếp tục đi ha. Rồi bây giờ bước thứ nhất, dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào là 4 hạt cườm màu cam. Cho vào 4 cườm màu cam. Dòng này lên 6. Rồi lên 6 phải không? Rồi tới cái vòng số 5. Vòng số 5 này mình sẽ liên kết với lại con mèo bên kia nha. Rồi dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Mình sẽ lấy dây bên trái liên kết nha. Dây bên trái nè. Rồi bây giờ cái con mèo bên kia á, thì các bạn thấy không? Giờ cái mặt của con mèo là quay về hướng người của mình nha. Như vậy là cái tai bên trái nè, cái lỗ tai bên trái á, lỗ tai bên trái nè. Các bạn từ lỗ tai bên trái đi thẳng xuống. Đi thẳng xuống là một vòng 6 màu cam phải không? Là một vòng 6 màu cam nằm bên hông con mèo. Hoặc là các bạn có thể cầm bằng hai cái tay vậy nè, thì chia cái phần thân con mèo làm hai phần bằng nhau, hai phần bằng nhau, phần trước và phần sau, thì hai bên đối xứng, thì cái phần đối xứng bên phải là một vòng 5, phần đối xứng bên trái là một vòng 6. Thì mình sẽ lấy cái vòng 6 bên này để liên kết hai con mèo với nhau, là cái lỗ tai bên trái của con mèo đi thẳng xuống là chạm ngay cái vòng 6 màu cam nằm bên trái. Thì mình sẽ lấy hai cái hạt nằm phía trên của cái vòng 6 nè, một nè, hai nè. Lấy hai cái hạt phía trên của vòng 6 nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy sợi dây bên trái nè, mình đi lòn qua hai hạt màu cam, lòn từ trước ra sau. Lòn từ trước ra sau, nhớ là cái mặt của con mèo quay về hướng của mình, thì lòn từ trước ra sau là lòn từ phía trước mặt của con mèo lòn ra phía sau lưng. Đó. Lòn qua hai hạt màu cam nha. Một nè. Hai nè. Đó, như vậy các bạn thấy không? Rồi tiếp tục mình sẽ cho vào cái sợi dây này một hạt màu cam nữa, cả hai dây lòn qua hạt màu cam này tạo thành một vòng 5 hạt cườm. Như vậy là các bạn biết tại sao 5 hạt cườm không? Thì cái này á là ở cái phần mình đang đi á, là nó có hai hạt ở cạnh đáy phải không? À, khi lòn qua hai hạt màu cam bên con mèo mới mới làm xong hồi nãy nữa là 4, xem cộng thêm một hạt màu cam này vô nữa là 5. Đó là vòng này mình lên 5. Đó. Rồi, bây giờ các bạn cứ đi bình thường thôi. Không có gì khác biệt nữa nha, mình chỉ liên kết xong rồi là lớp thứ ba này đi như bình thường, là dây bên trái, dây bên phải chứ. Mình phải quay cho cái hướng đúng của nó mới được ha. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Đi tiếp cái lớp thứ ba hồi nãy đó các bạn. Y răng cái lớp thứ ba bên kia của con mèo mình mới làm nha. Chỉ nó là mình chỉ các bạn cái bước liên kết thôi. Rồi, dây bên trái cho vào 3 hạt màu cam, dòng này lên 6. Thì ở cái vòng thứ ba này, ở cái lớp thứ ba này á, cũng là một vòng 6, một vòng 5, một vòng 6, một vòng 5. Cứ đi như vậy cho đến khi tròn vòng là xong con mèo. Con mèo thì nó đi y răng cái phần bên kia luôn á các bạn. Đó. Tiếp tục dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu cam. Dòng này lên 5. Tiếp tục dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. 1 2 dây bên trái cho vào 3 hạt màu cam. Dòng này lên 6. Rồi tiếp tục dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải.
Dây bên trái cho vào 3 hạt màu cam. Dòng này mình lên 5. Tiếp tục dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. 1 2. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu cam. Dòng này lên 6. Tiếp tục dây bên phải đi lòn qua 1 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu cam, dòng này lên 5. Cứ 6 5 6 5. Kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào là 3 hạt màu cam. Dòng này lên 6. Rồi bước cuối cùng của lớp này, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Bước cuối cùng của lớp này là một vòng 5. Dây bên trái cho vào 2 hạt màu cam. Dòng này lên 5. Rồi kế tiếp là lớp thứ tư và lớp thứ năm. Đâu? Lớp thứ ba và lớp thứ tư chứ. Thì giống như con mèo bên kia, các bạn tự đi nha các bạn. Đó. Bây giờ lên cái lớp thứ tư là mỗi một vòng đều là 5 hạt cườm hết. Dây bên phải đi lòn qua 1 hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào 3 hạt màu trắng, dòng này lên 5. Rồi tiếp tục, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Một. Hai. Thấy chưa? Thì cứ lòn bình thường thôi các bạn, lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 2 hạt màu trắng. Dòng này lên 5. Tiếp tục dây bên phải nè. Đi lòn qua 2 hạt bên phải. Một nè. Hai nè. Rồi dây bên trái cho vào 2 hạt màu trắng. Dòng này lên 5. Kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 2 hạt màu trắng. Dòng này lên 5. Rồi, các bạn tiếp tục đi dạy cho đến khi tròn vòng của lớp này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Rồi, vậy là xong cái lớp thứ 3 rồi. Giờ tới cái lớp thứ 4.
thì cũng lặp lại giống con mèo bên này, cũng là mỗi một vòng là 5 hạt cườm hết. Giờ dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào là 3 hạt màu trắng. Vòng này lên 5. Rồi kế tiếp dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Lặp lại giống con mèo bên kia nha các bạn. Lòn qua 1. Lòn qua 2. Dây bên trái cho vào 2 hạt màu trắng. Dòng này lên 5. Bây giờ các bạn cứ lòn qua 2 hạt màu trắng bên phải, dây bên trái cho vào 2 trắng là 5. Cứ đi như vậy cho xong cái vòng này rồi mình hướng dẫn tiếp nha. Và các bạn đi nha. Đó, như vậy là xong cái lớp thứ tư ha. Lớp thứ tư mỗi một vòng cũng đều là 5 hạt cườm hết. Nhưng mà khi mình kết thúc hạt cườm á thì nó lại nằm bên cái hạt bên trái, nó không có giống vị trí của cái hạt bên phải mà mình lên cái con mèo đầu tiên, cho nên mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn luôn ha. Rồi, mình lấy dây bên trái nè, mình cho vào là 4 hạt màu trắng, dòng này lên 5. Thì mình đang sử dụng cái vòng 5 ở trên cùng để lên cái phần đầu cho con mèo á các bạn. 4 hạt màu trắng, dòng này lên 5. Thì hai con mèo nó đều nghiêng đầu về bên trái hết. Đó, như vậy. Rồi giữ nguyên dây không lòn qua đâu hết nha. Mình lấy cái dây bên trái nè, mình cho vào một trắng, một hồng để làm cái miệng, hai trắng. Rồi mình lòn dây qua, tạo thành một vòng 5 hạt cườm. Đó, như vậy. Rồi tiếp tục mình lấy sợi dây phía dưới. Sợi dây phía dưới là sợi dây bên phải nha các bạn. Đi lòn qua 2 hạt bên phải. Thì mình quan sát cái đầu bên kia của con mèo á, chỗ vị trí nào á, lên hạt gì, vòng mấy thì mình lên y giống như vậy luôn á các bạn. Mình cũng đang quan sát cái đầu bên phải của con mèo để làm giống y vậy á. Rồi, dây bên trái mình cho vào 3 hạt màu trắng. Vòng này lên 6. Đó. Rồi, tiếp tục nha. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Mình đang quan sát cái đầu bên phải của con mèo á. Mình làm để mình bắt chước làm giống theo á. Rồi, dây bên trái mình cho vào là 3 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 5. Rồi bắt đầu mình giữ nguyên dây nha. Giữ nguyên dây không lòn qua đâu hết nha các bạn. Giữ nguyên dây. Dây bên phải, y dây bên trái là dây phía trên nè. Mình sẽ cho vào là 3 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 4. Rồi, kế tiếp nè. Dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Lòn qua một hạt nằm phía dưới. Lòn lên một hạt nằm phía trên. Xong rồi, dây bên trái mình cho vào là 2 hạt màu trắng, dòng này mình lên 5. Đó, như vậy nè. Đó. Rồi kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào là 2 trắng 1 hồng nhạt để làm cái má, để làm cái má hồng cho con mèo. 2 trắng 1 hồng. Rồi mình lòn dây qua. Tạo thành một vòng 5 hạt cườm. Kế tiếp, dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. 1 2. Dây bên trái cho vào một đen, một trắng. Một đen để làm mắt. Một trắng. Xong mình lòn dây qua. Tạo thành
thành một vòng 5 hạt cơm. Kế tiếp nè, dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải, lòn qua một hạt màu hồng bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu trắng. Vòng này mình lên 5. Kế tiếp dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào một đen để làm mắt, một hạt màu hồng để làm cái má hồng, màu hồng nhạt nha các bạn. Rồi mình lòn dây qua, tạo thành một vòng 5 hạt cơm. Kế tiếp dây bên phải đi lòn qua 2 hạt bên phải. 1. Dây bên trái cho vào 2 hạt màu trắng. Vòng này mình lên 5. Đó như vậy. Rồi các bạn chú ý cái bước kế tiếp này sẽ là một vòng 5. Bước kế tiếp này mình cũng lên cái lỗ tai cho con mèo luôn nha. Mình lấy dây bên phải nè, đi lòn qua 2 hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vào một hạt màu trắng, ba hạt màu hồng để làm cái lỗ tai. Thì lúc này mình sẽ sử dụng một dây để cuộn tròn tạo thành cái lỗ tai. Đó, một trắng ba hồng. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái dây này cuộn tròn lại ngay cái hạt màu trắng, lòn tròn lại, kéo sát xuống. Đó, tạo thành cái lỗ tai. Rồi tiếp tục mình cho vào sợi dây này một hạt màu trắng nữa, cả hai dây lòn qua hạt màu trắng này, tạo thành một vòng 5 hạt cơm. Rồi tiếp tục nha các bạn, tiếp tục mình giữ nguyên dây không lòn qua đâu hết nha. Mình lấy sợi dây phía trên là dây bên trái á, mình cho vào là 3 hạt màu trắng, rồi mình lòn dây qua, tạo thành một vòng 4 hạt cơm nha. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục dây bên phải mình đi lòn qua 3 hạt bên phải luôn. Một, lặp lại giống y cái đầu bên kia. 2 3. Rồi bước này mình sẽ lên cái lỗ tai cho con mèo luôn. Rồi lòn qua 3 hạt bên phải. Rồi dây bên trái mình cho vào là một hạt màu trắng, vòng này lên 5. Rồi cái hạt, ở cái hạt màu trắng mình mới vào nè, mình sẽ cuộn cho nó cái lỗ tai luôn nha. Mình lấy cái dây bên phải nè, lấy dây bên phải, mình sẽ cho vào 3 hạt màu hồng. Đó, xong mình cuộn tròn lại ngay cái hạt màu trắng mình mới cho vào nè. Cuộn tròn lại từ trái qua phải tạo thành cái lỗ tai. Đó, xong rồi, tiếp tục nha. Bây giờ là mình sẽ đi chốt dây chứ không có thêm hạt nữa nha các bạn. Dây bên phải là dây bên trái, cho dây bên trái đi lòn ngược về một hạt bên trái. Dây bên phải mình đi lòn về là 1, 2, 3, 3 hạt bên phải. Xong rồi lòn tiếp về một cái hạt bên trái, bên phải phía sau nữa, là cái hạt mà cái dây bên trái mới lòn qua đó. Mình sẽ lòn qua cái hạt đó nữa cho hai cái, cho cái vòng 5 này nó khít lại. Đó, như vậy. Thấy không? Xong rồi mình sẽ lòn cho cái vòng 5 ở bên phải nữa, lòn cho nó kín lại. Rồi cái dây phía trước nè, dây phía trước mình sẽ đi lòn qua 5 hạt luôn, lòn tròn lại
Tại vì mình chịu khó lòn đi xa gì cho nó đẹp dây á. Chứ các bạn áp dụng giống cái cách ban đầu cũng được. Tức là lòn qua 3 trắng, 1 đen, 1 trắng. Rồi cái dây phía dưới là cái dây phía sau á, mình sẽ lòn qua 3 hạt màu trắng trên vòng 4 á, vòng 4 ở trên đỉnh đầu nó. Tức là lòn sau mà cho nó chốt. Nó chốt dây lại cho nó đẹp và hai dây gặp nhau. Rồi mình buộc dây, giấu mối cắt dây đi là xong. Đó, hai dây gặp nhau. Đó. Rồi lòn dây giấu mối là xong. Là xong hai con mèo rồi đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn lên cái viền của giỏ sách với lại cái cọng quai sách này nữa là xong nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu lên cái viền ngoài, cái vành á, gọi là cái vành của cái giỏ sách này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một đoạn dây nè. Một đoạn dây này chắc tầm 1,5 m á, 1,5 m. Thì các bạn thấy nè. Ở đây mình có cái khe này phải không? Hai con mèo á, hai con mèo thì nó ngồi trên hai cái giỏ rồi. Thì hai phần nó tiếp giáp với nhau. Nó sẽ tạo ra ở giữa hai con mèo, phía trước là một cái khe nè, phía sau là một cái khe nè. Thì mình sẽ lắp đầy cái khe này trước xong rồi mới lên cái vành. Cái khe là cái chỗ tiếp giáp giữa hai con mèo á các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xỏ sợi dây mới qua bốn hạt cườm á, bốn hạt cườm nằm giữa. Đó. Tức là mình xỏ bên con mèo này hai hạt, rồi bên con mèo kia hai hạt, là bốn hạt đó. Thì hai cái bốn hạt này nó tiếp giáp với nhau ở giữa nè, ở phía trước là một khe nè, ở phía sau là một khe nè. Rồi lòn qua bốn hạt. Một nè, hai, nó nằm chỗ khe nên hơi khó lòn ha các bạn, cố gắng nha, bẻ nó ra nó cũng được. Ba nè, bốn, lòn qua được bốn hạt rồi đó. Đó thì hai con mèo nó quay mặt về người của mình nha. Đó, hai con mèo quay cái hướng mặt về người của mình. Rồi bây giờ sợi dây bên trái mình mới cho vô hai hạt màu cam đó. Rồi mình lòn như qua là mình sẽ lắp cái khe này tạo thành một vòng 6 hạt cườm. Đó, một vòng 6 hạt cườm nè. Thì một hồi mình đi cho tròn vòng đi rồi tới phía sau này nè. Mình lại lắp đầy cái khe phía sau thành một vòng 6 hạt cườm rồi lại đi tiếp. Đó rồi, mình đã lắp cái khe phía trước thành một vòng 6 hạt cườm phải không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy sợi dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải nha. Giờ mình đi theo cái viền ở phía ngoài này nha các bạn. Cái viền ở phía ngoài của hai con mèo á, cái viền giỏ sách á. Cái viền mà những hạt màu cam tiếp giáp với những hạt màu trắng á là mình sẽ sử dụng cái viền màu cam này để lên. Đó, dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải nha. Dây bên trái mình cho vào 4 hạt màu cam. Dòng này mình lên 6. Đó, mình được một vòng 6 hạt cơm nha các bạn. Rồi kế tiếp nha các bạn, dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Ở cái lớp này mình sẽ lên mỗi một vòng đều là 6 hạt cườm hết. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Dây bên trái cho vào 3 hạt màu cam, vòng này lên 6.
Đó, rồi bây giờ các bạn cứ lặp lại cái bước này cho đến khi tới cái khe phía sau của hai con mèo thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nha các bạn. Rồi dây bên trái cho vào 3 hạt màu cam. Dòng này lên 6. Cái viền của nó cũng là màu cam hết tại vì mình làm cái vỏ sách này là màu cam. Đó. Rồi tiếp tục ha. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Rồi bây giờ các bạn cứ lấy dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Xong rồi dây bên trái mình cho vào hai hạt, cho vào 3 hạt màu cam là 6. Cứ đi như vậy nha. Cho đến cái khe phía sau là mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đó, mình lòn qua hai hạt bên phải rồi. Giờ bên trái mình cho vô là 3 hạt cườm. Rồi mình lòn đi qua. Tạo thành một vòng 6. Ở cái lớp này hoàn toàn là 6 hạt cườm mỗi vòng hết nha các bạn. Rồi, các bạn tiếp tục đi như vậy nha. Đi như vậy cho đến khi tới cái khe phía sau mình sẽ hướng dẫn tiếp. Rồi, cái này là đã đi tới cái khe phía sau nè. Mình sẽ đếm lại nha. Từ cái khe phía trước á, mình lên vòng 6 rồi. Thì cái khe đó mình không tính, mình tính những cái vòng 6 bìa ở trên miệng nè. Thì mình đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là 7 vòng 6 rồi nha. Ở trên cái viền nó được 7 vòng 6 nè. Vòng 6 từ giữa hai con mèo đi đếm ra phía sau nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là được 7 cái vòng 6 phải không? Rồi bây giờ gần tới cái khe, sát khe của con tiếp giáp với hai con mèo rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nha. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Nhớ là chỉ lòn qua một hạt thôi nha các bạn. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Rồi. Xong rồi sợi dây bên trái mình cho vô là 4 hạt cườm màu cam. Dòng này mình lên 6. Đó, cho vô 4 hạt cườm màu cam. Rồi mình lòn vô qua, tạo thành một vòng 6 hạt cườm. Đó. Rồi lúc này các bạn lấy cái sợi dây phía dưới là sợi dây bên phải đó. Cái sợi dây bên phải, cái sợi dây mà nằm trong khe á, nằm cái hướng trong khe á, các bạn lấy sợi dây này lòn qua 4 hạt của bên phải. Lòn qua 4 hạt bên phải là 4 cái hạt nằm vòng cung ở trong cái khe á các bạn. Là 2 hạt thuộc phần con mèo bên này, 2 hạt thuộc phần con mèo bên kia nha. 1 2 3 4. Xong rồi, mình sẽ cho vào một hạt màu cam nữa nha. Cho vào một hạt màu cam. Xong mình lòn dây qua, tạo thành một vòng 6 hạt cườm. 6 hạt cườm trong khe đó các bạn ạ. Kéo dây cho sát vô đó. Rồi các bạn chú ý nè, dây bên trái đi lòn qua một hạt bên trái nha. Dây bên trái đi lòn qua một hạt bên trái, cái hạt nằm kề bên. Dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Mỗi một dây lòn qua một hạt. Xong rồi mình lấy dây bên trái, mình cho vào 3 hạt màu cam. Dòng này lên 6. Đó là xong cái bước ngay cái khe giỏ sách rồi đó. Xong hai cái khe của hai bên giỏ sách. Bây giờ các bước còn lại là các bạn đi như bình thường nha. Các bạn lấy dây bên phải đi lòn qua hai hạt bên phải. Giống cái bước hồi nãy luôn á các bạn, giống mấy cái bước mình mới đi á. Dây bên phải lòn qua hai hạt bên phải. 1 2 Dây bên trái cho vào 3 hạt cườm, dòng này lên 6. Rồi các bạn cứ tiếp tục đi như vậy cho đến khi tròn cái vòng của lớp này là xong hai con mèo. Rồi mình sẽ gắn cái quai sách vô nữa là xong ha. Cái quai sách thì mình chuẩn bị một cọng kẽm để gắn quai sách.
Đó. Rồi các bạn cứ đi vậy cho đến khi tròn vòng nha. Rồi mình đã đi tới tới đây rồi. Còn có cái vòng cuối cùng của lớp này nữa là xong. Thì vòng cuối cùng á, là mình sẽ lấy dây bên phải đi lòn qua ba hạt bên phải. Thì cái vòng cuối cùng á, cái bước cuối cùng lúc nào cũng lòn nhiều hơn một hạt so với các bước trung gian. Ví dụ như là hồi nãy các bước trung gian là các bước ở giữa là mình sẽ lòn qua hai phải không? Lòn qua hai hạt bên phải. Xong rồi mình mới cho vô hai hạt cườm. Còn cái bước cuối cùng á thì mình sẽ lòn quên, các bước trung gian á, là lòn qua hai cho vô ba. Còn khi cái bước cuối cùng này á, thì mình sẽ lòn qua ba cho vô hai. Lòn nhiều hơn một hạt á, thì cho ít hơn một hạt, như vậy đó các bạn. Cái hầu như là cái quy tắc đi của nó lúc nào cũng như vậy, cái đó gọi là quy tắc chốt vòng á, chốt vòng cuối á. Rồi xong rồi mình đã lòn qua ba hạt bên phải rồi ha, dây bên trái mình cho vô hai hạt cườm nữa, đó là 6. Rồi mình buộc dây lại luôn. Như vậy là xong. Xong hai con mèo. Đó, giờ mình sẽ đi làm cái quai của giỏ sách. Cái quai giỏ sách thì các bạn chuẩn bị một cọng kẽm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm cái quai sách nha. Mình lấy cọng kẽm này tầm 30 cm. Đó thì cái phần quai sách này mình sẽ lấy hai phần đối xứng hai bên nè. Bên phải một điểm và bên trái một điểm. Bên phải thì lấy cái phần này, nói chung là mình chia cái vỏ sách ra làm hai phần bằng nhau á. Mình sẽ lấy một phần bên vai trái con mèo, hướng vai trái con mèo bên trái, và cái bên phải thì mình lấy cái phần nằm bên hướng vai phải con mèo bên phải. Rồi bây giờ mình sẽ làm, mình lấy một cái kìm, mình bắt cái vòng này, bắt cái kẽm này vô. Đó, mình bẻ cong một đầu kẽm trước nhưng mà chừa cái phần khe hở nha các bạn. Rồi mình móc vô bên trái của cái phần vỏ sách. Rồi mình bóp lại, bóp cái phần cùng cung lại cho nó dính vô. Cho nó dính vô cái thành vỏ sách. Cọng kẽm này hơi cứng, các bạn có thể lựa chọn cái cọng kẽm nó mềm hơn để dễ làm hơn nha các bạn. Đó. Như mình bẻ vậy rồi phải không? Rồi bây giờ mình sẽ xỏ các cái hạt cườm vô. Xỏ cho nó đầy cái xỏ cho nó đầy cọng kẽm này, rồi chừa lại một đầu bên cọng kẽm kia là khoảng 2 cm, 1 cm rưỡi thôi. Để mình ốp cái đầu bên kia. Đó, vậy mình cứ thêm vô cho đầy cái cây đi. Rồi mình bẻ ốp qua bên này ha. Đó là mình đã xỏ xong hết vô cái cây rồi đó. Thì mà mình chừa ở đầu còn lại khoảng 1 cm thôi nha các bạn. Rồi mình lại lấy cái kìm bẻ cong cái đầu này lên thành cái móc câu á, hình cái móc câu. Nhớ là chừa lại một khoảng trống để móc vô cái thành bên này. Đó, móc vô vậy. Xong rồi mình mới bẻ ốp nó vô. Lấy cái kìm bẻ ốp nó vô. Thì khi mà cái kẽm nó mềm hơn á thì mình bẻ cái phần mũi này bẻ xuống được, còn kẽm này cứng quá nên hơi khó bẻ. Đó thì mình đã ốp xong hai phần kẽm, hai đầu kẽm vô cái thành vỏ sách rồi đó. Giờ thì mình chỉ việc nắn ở phía trên nè, nắn cái quai vỏ sách cho nó đều. Đó, nắn thành vòng cung cho đều vậy nè. Rồi mình mới nhấn cái điểm giữa nè. Mình canh ở phần giữa cái quai sách đó. Mình ấn xuống ở giữa, hai bên thì nâng lên để tạo thành một cái vòng cung như là trái tim vậy đó các bạn. Tại cái đôi mèo này là cái đôi mèo tình yêu mà. Đó, như vậy đó là xong rồi đó, xong cái vòng cung trái tim đó. Còn các bạn nào mà thích thích để cái vòng cung tự nhiên không bẻ thành trái tim thì cũng được thôi, không có gì hết. Cái đó là sáng tạo của mỗi người sẽ tự thích một kiểu khác nhau. Đó, như vậy là xong con mèo. À, mình quên nữa nói thêm với các bạn là ở cái chỗ cái cổ, cái phần thân con mèo mà lên cái phần đầu của con mèo á, từ phần cổ tính lên á, mà nếu muốn con mèo nghiêng cái đầu về bên trái á thì cái vòng 6 hạt đầu tiên á mình sẽ cho nó nằm bên phải thì cái đầu nó sẽ nghiêng về bên trái. Còn muốn mà cái đầu nó nghiêng về bên trái, bên phải á, đầu nghiêng về bên phải thì cái vòng 6 thì mình sẽ kết vào bên trái thì nó sẽ nghiêng về bên phải. Thì tác dụng của vòng 6 này là để đẩy cái đầu của nó nghiêng về hướng nào. Đó, như vậy đó.
giống như cái con này nè, con này là mình làm hai con nghiêng đầu vào nhau nè, cái con mẫu á. Còn cái con mà hai cái con mà mình mới hướng dẫn cho các bạn á, là hai cái đầu của nó nghiêng về một phía đó, thì đầu nghiêng về hướng nào là do cái vòng 6 này. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hữu ích á, mà hay á, thì các bạn nhớ nhấn cho mình một like hoặc là một chia sẻ. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.